Xin chào tất cả anh chị nha. Thì hôm nay Ngọt đang bán cho anh chị một chiếc xe gọi là huyền thoại bị lãng quên, Suzuki FX125. Thì ra đời cùng thời, cùng năm với Suzibo luôn anh chị. Nhưng mà cùng một thời mà hai số phận khác nhau. Đó, thì Suzibo thì hôm nay giá trị nó quá cao rồi, cao tới ngất ngưỡng luôn rồi. Nhưng mà Suzuki FX thì hôm nay giá nó mềm lắm anh chị. Đó, cái này gọi là huyền thoại bị lãng quên. Những con xe zin, xe đẹp như vậy nè anh chị, bây giờ nó rất là hiếm trên thị trường. Chất xe ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị gọi là chất xe cọp nha. Sơn zin, tem zin, mình sườn zin, áo zin theo xe, sơn zin 100% cả xe nha anh chị, mà còn rất đẹp, không bắn không dậm tút, đặc biệt cục máy là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt nha. Những cái xe Suzuki FX này á, bây giờ anh chị kiếm những con xe đẹp á, gần như là bây giờ nó không còn nữa anh chị. Đó, đa số bây giờ là xe dọn, xe phục dựng, phục chế là không à. Đó, những con xe zin, xe đẹp thì bây giờ nó hiếm lắm rồi. Đó, thì hôm nay Ngọt bán cái xe này giá cực kỳ mềm luôn nha anh chị. Bật mí cho anh chị cái điều đặc biệt trên con xe này nữa. Nó không chỉ đẹp ở dàn ngoài mà nó đẹp về phần biển số luôn anh chị. Đây nè. Nhưng hôm nay em bán đúng về giá trị thực tế của cái xe, em không cộng tiền biển số vô nha. Xe biển số thành phố, 4 số 1 đời chủ nha anh chị. Ngay em đứng ủy quyền lần đầu luôn. Anh chị mua, anh chị muốn giữ cái biển này lại á, em sẽ ký ủy quyền tiếp cho anh chị. 9009 số gánh đảo luôn. Đó. Cái này là nó sẽ có hai đời nha anh chị. Một đời là gọi là FX 5 cây xéo và một đời FX 5 cây thẳng. Cái của em là 5 cây thẳng á, đó là đời 2000. Những cái xe mà trước đó em bán á, 5 cây xéo là đời 9 mấy á, con này đời 2000 là 5 cây thẳng nè. Đó. Em quay tổng thể một vòng nha. À, giá cụ thể bao nhiêu anh chị nhớ coi hết cuối cái clip giùm em nha. Cuối clip em sẽ báo giá rất là tốt cho anh chị nha. Đó, hôm nay em bán giá mềm lắm anh chị. Đó. Áo zin, sơn zin bẩn mỡ gà nè. Đó, mình sườn lóc nước sơn zin hết nha anh chị. Đó. Rất đẹp nha. Xe này á, tất cả đồ zin theo xe là còn theo xe đầy đủ hết anh chị. Chỉ có lai đúng một cái thôi là cái da yên. Cái da yên này có bọc lại thôi anh chị. Thậm chí cái cản này nè. Cản này nước sơn zin mà người ta cũng không dặm luôn nha. Đó. Áo này áo zin luôn nè anh chị. Đó. Bẩn zin mở gà rất đẹp. Chìa khóa zin luôn nè. Đây chìa khóa zin theo xe luôn nè. Đó. Rồi, ok ha. Bây giờ Ngọt sẽ bắt đầu đi vô chi tiết từng phần nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu đi vô chi tiết nha. Đầu tiên là cụm đồng hồ nè, đồng hồ zin theo xe nè anh chị, cực kỳ đẹp. Đó. Cái đời này nó có công tắc đèn nha anh chị, nó có một đời là bít cái lỗ công tắc đèn luôn, nó không tắc đèn được. Nhưng mà cái đời của em là tắc đèn được nha. Đó, có công tắc đèn nè. Đó, công tắc zin theo xe hết. Đó, nó vậy á. Đó, bao tay zin, gù zin. Cái này là do cái quá trình mà mình sử dụng á anh chị, do cái người chủ xe mồ hôi tay của người ta, mồ hôi muối á, cho nên mấy cái chi tiết này nè anh chị nó bị chóc sơn. Đó, nhưng mà em để nguyên zin như vậy luôn, đúng chất xe mà xe zin đó anh chị, em để vậy luôn. Em cũng không bắn không dậm gì hết, gù nước sơn zin luôn nè, heo dầu zin nè, đó. Đây. Để em lùi cái xe lại, em quay phần tiếp theo ở đây cho anh chị coi tiếp ha. Để lùi cái xe lại đi anh chị. Rồi. Đây nè anh chị, đó. Anh chị nhìn nè, cái dàn áo à, nước sơn zin đẹp ghê không? Đó. Đây là máy ngóc này zin luôn nè, đó. Tất nhiên nó cũng có phải xước nhẹ một số chỗ như vậy nè. Đó, nó cũng phải có xước sát một số chỗ một vài điểm thôi anh chị. Nói chung cái bộ áo này còn rất là đẹp nha. Đó, chỉ xước lông mèo nhẹ một số chỗ thôi nha anh chị. Nó không đáng kể tại vì nó là nước sơn zin mà. Theo thời gian 5 tháng là bắt buộc phải bị thôi. Đây nè anh chị. Đó, đèn đuốc zin hết. Cái màu đèn anh chị nó không phải là màu trắng như của Suzibo đâu anh chị. Đúng zin của FX đó, anh chị nhìn kỹ nha, nó sẽ hơi màu khói khói một chút xíu đúng không? Đó. Màu hơi khói một chút xíu đó. Đây nè. Cái đời mà mâm 5 cây thẳng này anh chị là cái tem này nè, cái tem lửa này nè, đó, tem lửa, đó. Đây, để em về cái xe lại xíu anh chị, nhà nó hơi chật. Rồi, quay tiếp nè, đây ha. Cặp phục nước sơn zin nha anh chị, mà hiện tại là đang dán keo, chủ xe rất là kỹ tính nha anh chị, đang dán keo, đó. Cái keo này là hôm rồi là Ngọt có lột ra thử nè, lột bình thường anh chị nhưng mà mình không có thời gian, đây nè. Anh chị về anh chị tự lột giùm em nha. Đó. Đây nè anh chị, lột ra là nó còn như mới, nước sơn zin cây phụ nó còn như mới vậy đó. Đây. Ốc tán trên xe này nha anh chị, nó zin tới nỗi mà zin từng con ốc luôn nha. Đây nè, ốc số 11 zin nè. Mà anh chị nhìn ốc tán của nó, cái nước gam của nó còn xanh rì luôn á. Đó. Tính tới thời điểm này những con FX mà dàn ốc của nó còn đẹp như vậy nha anh chị là không phải dễ nha. Nè, đúng ốc zin số 7 nè, đĩa zin nè. Đó, mâm zin nè. Đó. Heo dầu zin luôn nè, heo dầu zin của nó là không có cái chữ Nissan ngay đây nha. Đó. Đây nè, máy ngóc zin hết nè. Đó, phục nè. Ha. Rồi. Em quay tiếp theo cái phần bên cái cục máy cho anh chị coi nè.
cục máy là nguyên zin nha anh chị, đầu nồi chưa rớt, mà để em dời cái xe lại xíu đi rồi em quay cho nó rõ. Rồi bây giờ em quay phần tiếp theo ở bên cái lốc nồi cho anh chị coi nha. Lốc nồi này nước sơn zin cũng không có dặm tốt luôn nha, sơn zin hết cả cái lốc nồi luôn nha anh chị. Đó, anh chị thấy đúng chất xe đậu nè, nó hơi nổ nhẹ một chút xíu nha. Đó, nổ vậy rất ít rồi anh chị, tại vì xe đậu bắt buộc nó phải nổ rồi. Đó, nhưng mà ốc máy của nó nè anh chị nhìn. Đó, cái miếng ron ở đây còn xanh luôn nè. Ốc của nó, nước gam của nó nè. Đó, nó còn gam xanh hết luôn á. Đó. Đó, ở đây nè, con ốc dặn tì nè, ở đây nè. Đó. Nắp nhớt zin luôn nè, nắp nhớt zin của nó bằng sắt nha. Sắt sơn đen nha anh chị. Mà đặc biệt xe này cây sườn phải nói là đẹp tuyệt vời luôn, đẹp trên cả tuyệt vời luôn cây sườn nè, cái má sườn nè anh chị. Đó. Thường thường những cái xe su xì bo hay su FX á nó hay bị bạc ngay đây lắm anh chị, bạc hoặc là mục lắm. Đây nè, cái xe này nè. Đó, anh chị nhìn cái má sườn đẹp ghê không? Đó, đây nè. Ốc này chưa có dấu tháo ra bao giờ luôn nha. Cái cần thắng nước xi zin luôn nè. Đó. Đây là 7 màu luôn nè. Đó. Cái xe này là chủ xe có vô một cây phuộc sâu, là phuộc đồ chơi nha anh chị. Đó, nhúng cho nó êm nha. Cái phuộc này mắc hơn cái phuộc zin luôn á anh chị. Đó, phuộc đồ chơi nhúng cho nó êm nha. Đó, ở đây nè. Nó dính ố ố vàng do dán keo anh chị. Đó, em cũng không có xử lý, em cũng không tháo ra luôn. Đó, nói chung là cái người chủ xe này rất là kỹ anh chị. Đó, mới giữ gìn được một con xe như vậy. Đây nè. Bô zin luôn nè. Miếng ốp bô zin luôn nè. Đó, ốc zin luôn nè anh chị. Đó. Xe này em chưa rửa lại dàn ốc nha, em rửa lại dàn ốc là còn đẹp nữa nha anh chị. Đó, rất đẹp. Rồi ha. Đây. Quay xuống tiếp theo dưới đây cho anh chị coi nè. Đó. Đây là khúc này dán keo nè anh chị. Dán keo nè. Đó. Mâm zin luôn nè. Đây nè, cái đát nè, đời 2000 nè. Đó. Vỏ còn dày cui à. Nói chung là tổng thể cái xe là về đi thôi anh chị ơi. Rồi bây giờ để Ngọt mở kiên lên ha, Ngọt quay dưới kiên cho anh chị coi ha. Rồi bây giờ em sẽ quay tiếp theo cái phần bình xăng lớn cho anh chị coi, với lại cái phần cái yên ha. Cái yên này hồi nãy Ngọt có nói trên đầu clip rồi anh chị. Đó, thì chỉ có bọc lại cái da yên thôi anh chị. Đó, còn cái mút này vẫn là mút zin nha. Cái đế này vẫn là đế zin nha, cao su zin nè anh chị. Đó, đây, thùng xăng nước sơn zin đẹp tuyệt vời luôn. Đó, nước sơn zin đó. Mà em chưa có chùi bóng nha anh chị, cái xe mà em mà quýnh bóng nữa là còn đẹp nữa. Đây nè, đó, còn 7 màu hết. Nước gam nè. Hôm nay em bán cái xe này giá nó bình dân lắm anh chị, chứ không phải như những cái xe trước đó mà em bán. Những cái xe trước đó em bán á, giá thì tầm khoảng 6 mấy triệu, có xe em bán tới 140 mấy triệu đó, những chiếc FX đó đó. Nhưng mà hôm nay cái xe này em bán chỉ có 40 mấy triệu thôi anh chị. Cụ thể 4 mấy anh chị nhớ coi hết cuối clip giùm em nha. Rồi, ok, bây giờ em sẽ đóng cái yên lại. Em đóng cái yên lại, em chở cái đầu xe, em quay qua phần tiếp theo bên kia cho anh chị coi ha. Rồi bây giờ để em quay phần tiếp theo bên đây cho anh chị coi ha. Đây nè. Đó. Cái phuộc nè anh chị. Đó, phuộc nước sơn zin nè. Bên đây em cũng tháo ra, nó còn hơi dính nhẹ xíu nè anh chị. Anh chị về anh chị tháo ra giúp em nữa ha. Đó. Đây nè. Em quay cho anh chị coi cục máy ha. Đây nè. Mâm nước sơn zin nè, lâu ngày theo năm tháng nó lên cái nước vàng rất đẹp nha. Đó. Đây em quay cho anh chị coi cục máy. Đây là anh chị, cục máy là nguyên zin nha. Đó, đầu nồi chưa rớt ha. Anh chị nhìn nè, cái dấu chấm sơn nè, cái dấu bút lông của hãng á anh chị. Còn luôn nè. Đó. Đây nè. Đó, máy là nguyên zin nha. Ở trong đây anh chị nhìn cái nước sơn á của cái đầu bò anh chị, cái này là nó sơn nha anh chị, chứ không phải là cái nước nhôm nha. Cái đầu bò zin của nó là nó sơn nha anh chị, mà cái nước sơn của nó còn luôn đó. Đó, những cái xe mà ví dụ chạy kỹ lắm anh chị mới còn được cái nước sơn như vậy nè. Đó. Rồi tiếp theo nữa nè. Đây. Lốc bên đây đẹp hơn bên kia nha anh chị. Lốc bên này gần như là không có nổ mà cũng không có chày luôn á. Đó. Đó. Ốc đúng ốc số 9. Đó. Tem zin luôn nè, má sườn đẹp ghê không? Má sườn đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Đây nè. Mấy ốc này chưa có dấu tháo luôn nha. Đây. Ốc số 4. Đó, zin nè. Đó. Ốc cặp tè ốc số 4 nè. Đó, zin nè. Đó, mấy ốc nè, nước gam của nó là còn xanh lè luôn anh chị thấy không? Đó. Đây, cao su cái chừng zin luôn. Nó để lâu riết không chạy anh chị mà rít luôn á. Đó. Rồi ha. Thì bây giờ em sẽ vô cái phần là em nổ máy nha, em cho anh chị nghe cái tiếng máy của xe ha. Rồi bây giờ em sẽ vô em nổ máy nha. Thì trước khi em nổ máy á thì em muốn chia sẻ cái này với anh chị nè. Riêng cái dòng mà Suzuki FX125 này á, anh chị nên mua những cái xe zin, gọi là máy zin đầu nồi chưa rớt á, mà những cái xe mà người ta đi còn kỹ anh chị. Đó, thì anh chị đỡ về anh chị phải sửa. Chứ anh chị tiết tiền anh chị mua những cái con xe dập xe nát về á, mình sửa không có ngon đâu anh chị, sửa xù đầu luôn á. Đó, thì đó là cái kinh nghiệm mà em từng biết rồi á, thì em muốn chia sẻ với anh chị. Rồi bây giờ em sẽ vô em nổ máy nha. Đây nè,
Đây những đề cái nổ. Máy rất là nhạy nổ nha anh chị. Đó. Cái máy chạy đã lắm anh chị, chạy rất nhẹ. Đó. Cái máy này anh chị DOHC là viết tắt của cái từ cam đôi á, 125 giải nhiệt bằng nhớt mà nó xài cam đôi nữa nha anh chị. Đó, cục máy cực kỳ ấm luôn, cực kỳ êm luôn. Đó. Cái xe này thậm chí nha, cái cọng dây ga này nè là zin theo xe luôn nha, mình cũng không thay thế luôn anh chị. Đó, em muốn để cái chất zin như vậy đó thì dây ga zin theo xe lâu ngày mà mình không sử dụng á, nó bị nặng anh chị. Đó, về không mấy anh chị thay dây mới hoặc là anh chị mà vệ sinh á, vệ sinh anh chị cho dầu vô cái cọng dây ga cho nó nhẹ rồi đi nhẹ, rất nhẹ ha. Cái máy này anh chị leo lên chạy là nó cứ ngóc đầu vậy nè. Cái máy mạnh đó anh chị, ngóc đầu vậy nè. Đó. Để em cho anh chị nghe cái tiếng bô của nó. Găng ti nhuyễn mà thì thầm từng tiếng luôn á, nó ra thì thầm từng tiếng luôn anh chị. Chị nghe được cái tiếng máy đặc trưng của cái dòng mà FX không? Máy đứng không? Đó. Là cái tiếng máy đặc trưng như vậy. Ở đây là con mắt thâm nhất. Thâm nhất bên lốc nồi nè, đó. Rồi, bây giờ em sẽ tắt máy ha, tắt máy xong em vô em báo giá cho chị ha. Rồi bây giờ em sẽ vô em báo giá cho anh chị nha. Thì Ngọt nhắc lại nha, cái xe mà ngày hôm nay Ngọt đang đăng bán cho anh chị là Suzuki FX125 đời 2000. Đời 2000 nó sẽ là mâm 5 cây thẳng nè. Còn về chất xe ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị là thuộc dạng chất xe cọp nha. Sơn zin, tem zin, mình sườn zin, mà đặc biệt mình sườn zin còn rất đẹp luôn anh chị. Cây sườn nước sơn zin phải nói là đẹp trên cả tuyệt vời luôn á. Đó, áo zin theo xe, bẩn zin mở gà, đặc biệt máy nguyên zin, đầu nồi chưa rớt nha anh chị. Biển số đẹp luôn nha. Nhưng mà Ngọt nhắc lại cho anh chị nha, xe này á, mặc dù biển số đẹp nhưng mà ngày hôm nay Ngọt bán đúng về giá trị thực tế của cái xe nha anh chị. Ngọt không có tính tiền biển số gì vô trong đó hết. Đó, biển số thành phố 4 số 9 chủ nha anh chị. Ngay em đang đứng ủy quyền lần một luôn. Anh chị nào muốn giữ lại biển số này em ký ủy quyền tiếp cho anh chị nha. Còn anh chị nào mà có nhu cầu rút hồ sơ sang tên bấm số mới, em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ thì chi phí anh chị thanh toán giùm em nha. Đó, thì chi phí anh chị thanh toán anh chị chịu ha. Rồi, ok, thì hôm nay Ngọt bán cái xe này với giá là 45 triệu nha anh chị. Thật sự mà một chiếc FX á, mà chất xe đẹp như vậy nè, 45 triệu cái giá nó quá mềm, quá rẻ luôn anh chị. So với thời điểm hiện tại nó quá rẻ. Đó, cái giá này phải nói là giá chạm đáy thị trường rồi anh chị. Cho nên em bán cái giá này em không bao gồm chi phí rút hồ sơ được nha. Anh chị nào mà có nhu cầu vận chuyển hay rút hồ sơ thì cộng thêm tiền vô dùm em. Đó, số điện thoại của em 039 339 9939 nha. Rồi anh chị mua thì liên hệ số điện thoại của em nha. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều nha.